Chào tất cả các bạn nha, hôm nay thả diều 6 nha. Cờ đỏ sao vàng. Nhau không? Được 3 con đây. Con này của mình nha, mới làm xong đây. Mét rưỡi. Này gió yếu quá. Hết gió hả? Này đi thả bò nè, 2, 4, 6 con. Bò dễ thương ghê không? Này mấy chục tỷ á. Vòng vòng cái này. Cái này là 6 tầm beo beo hết. Tầm tỷ. Đây nè. Này là 5 tỷ. Xanh nha, xanh trắng đỏ. Lên được 3 con. Cột ngang đi, cột bằng nhỏ lên cái đầu đó ấy. Ngang đây nè. Quay phim. Quay chiếc 3 tiếng luôn. Hả? Cái một lên luôn mới ghê chứ. Mà dân kêu nghe cũng ghê. Này gió không mạnh ha. Gió vừa vừa bay giờ chứ. Gió im con nào nói bay dễ thương ghê ạ. À. Trên không có gió. Thằng này gió dưới không, không có gió trên.
quá đẹp. Cờ đỏ sao vậy? Mà sao mà cái cửa này nắng giá ghê nha. Nắng giá hả? À, nắng nắng rộ vô thẳng. Cái hồn không? Con này mà có gió nó cũng dữ á. Đó. Qua. Nói sao vàng đâu hả? Quay giờ quay xuống đất không? Xuống chút nữa ơi. Xa xa dễ giật. Này lên trước đây. Đó. Dằn về dữ ha. Vô đồng bọn luôn đó. Vô ngay đồng bọn luôn á. Con hấp hấp rớt 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 đảo đảo luôn đảo luôn hấp luôn gió bỗng lên. Bốn văn hay gì à? Không sao không sao. Rồi một nồi luôn. Ôi ơi một nồi luôn rồi. Khỏe luôn. Một phát luôn. Video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Giờ quỷ quấn dây à. Phải gỡ thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha.